Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Tôi hỏi chút xíu là các bạn đã bao giờ được đi thăm một ngôi nhà, một bảo tàng mà có kiến trúc nó vừa độc vừa lạ chưa mọi người? Comment ngay, chia sẻ lại với tất cả mọi người nha. Các bạn thân mến, chúng ta cũng biết rằng sức sáng tạo của con người là vô giới hạn, đặc biệt là các vị kiến trúc sư sở hữu bộ óc thiên tài. Vô số những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của người nghệ sĩ tài hoa, bên cạnh những công trình vĩ đại như là tháp Eiffel, nhà hát Sydney, đấu trường Roma, thì những công trình độc lạ cũng cực kỳ thu hút du khách và gây sự tò mò cực kỳ mạnh. Vậy thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng với tôi đi du lịch vòng quanh thế giới để khám phá 10 công trình kiến trúc độc đáo và kỳ lạ nhất hành tinh chỉ thấy một lần trong đời các bạn nghe. Vô. Thứ nhất, Cube Houses. Nào các anh em hãy nhìn vào bức hình này nha, có cảm thấy là chóng hết cả mặt không mọi người? Mặc dù mới nhìn có thể khiến chúng ta hoa cả mắt thiệt, thế nhưng mà thiết kế độc lạ của ngôi nhà Cube House mang đến một background cực kỳ xịn sò cho những tấm ảnh sống ảo của các bạn đấy nhá. Đất nước Hà Lan thực sự khiến cho con người ta lóa hết cả mắt bởi những công trình có 102 trên thế giới, trong đó là căn nhà Cube này đây. Cube House là một khu liên hợp có hình lập phương gồm những ngôi nhà có kết cấu sáng tạo do kiến trúc sư nổi tiếng Pye Blom thiết kế và hoàn tất xây dựng vào năm 1984. Thiết kế của ngôi nhà được ví như hình ảnh của một khu rừng á, trong đó mỗi căn nhà thì cứ như là một cái cây vậy mọi người. Nếu như các bạn đến đây lần đầu tiên, tôi chắc chắn bà con sẽ cảm thấy ôi dồi ôi, đây là đâu, tôi là ai, mất hết phương hướng là cái chắc. Cơ bản á, vì những căn nhà lập phương nó liền kề, nó san sát nhau, còn giống nhau như đúc như thế này thì đố ai mà biết được mà phân biệt được chứ. Tuy nhiên, cứ bình tĩnh, tìm cách kiếm một góc check-in độc đáo tại Cube House cái đã, rồi chúng ta có hình triệu like, rồi xong tính tiếp nha. Tiếp theo nha, giới thiệu các bạn một tòa nhà có hình dáng rất là quen thuộc các bạn luôn nha. Vô. Thứ hai, tòa nhà hình giỏ. Rồi nè, để mô tả đúng nhất về cái hình dáng của tòa nhà đặc biệt này á, tôi chỉ cần nói một câu thôi, giống hệt như cái làng của các bà, các mẹ hay xách ra đi chợ vậy đó. Chỉ khác là khổng lồ hơn gấp trăm lần và thôi à. Tòa nhà độc đáo mang hình giỏ sách này chính là trụ sở công ty chuyên sản xuất giỏ sách nằm ở Newmark ở Ohio ở Mỹ. Các bà, các mẹ hay là các chị gái là tín đồ của làng của giỏ chắc chắn sẽ mê mẩn công trình này lắm đây. Tòa nhà này cũng được ví như là chiếc giỏ sách lớn nhất trên thế giới, thu hút khá là nhiều khách du lịch đến check-in nha. Cũng như các công trình khác, nhà giỏ được làm bằng bê tông và thép chuyên dụng, nhưng đặc biệt là phần bên ngoài thì làm bằng gỗ. Thiết kế của tòa nhà này cũng rất là thông minh khi mà đan xen giữa các khối ô là cách khoảng trống làm cửa sổ với mục đích là để thông khí, tận dụng ánh sáng mặt trời, tiết kiệm năng lượng điện. Và mới đây nè, vào năm 2020, tòa nhà hình giỏ gỗ này đã được cải tạo thành khách sạn để đón du khách luôn. Đến cái giỏ cũng có thể trở thành ý tưởng để tạo nên một tòa nhà thì quá là đỉnh đúng không các bạn? Tiếp theo, cùng tôi đến với một công trình cũng lạ hổng kém đâu nghe.
trường mẫu giáo hưu cao cổ. Một trong những ngôi trường được thiết kế vừa độc lạ nhất chính là trường mẫu giáo The Giraffe Center, nổi bần bật giữa vùng ngoại ô nước Pháp. Cái điểm mà khiến cho mọi người chú ý nhất của mọi người là một chú hươu cao cổ. Nó sừng sững, nó đứng giữa con phố cực kỳ nổi với tông màu vàng chói lóa như thế này nè. Đặc biệt nha, nó còn được sắp đặt một cách đầy nghệ thuật, như là sắp xuyên thủng căn nhà với cái thân hình cao lớn của mình vậy đó. Vật liệu làm nên chú hươu cũng rất đặc biệt luôn. Trông nó như được tạo nên bởi những mảnh ghép 3D với những vết nhăn thật đến từng chi tiết luôn nha. Thật sự là nếu như mà chỉ nhìn ảnh đó mọi người, chắc chắn là nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là bản vẽ 3D chứ không phải là một công trình kiến trúc thực sự, đúng không? Thiết kế này cũng rất là phù hợp với trường mầm non, bởi vì lũ trẻ thường rất là yêu quý động vật và thích được đến trường hơn. Ngày xưa tôi mà được học ngôi trường động vật này nha, thì chắc chắn tôi sẽ chăm học lắm nha mọi người. Không biết là các bạn có muốn được trở về tuổi thơ và được học trong một ngôi trường như thế này không ta? Comment ngay tôi muốn hoặc là không muốn cho tất cả mọi người cùng được biết với nha. Tiếp theo nè, tôi dắt các bạn đi xem một bảo tàng mà đảm bảo bà con lần đầu tiên được nhìn thấy trong cuộc đời này luôn. Cùng xem nhé. Thứ 6, bảo tàng Atomium ở Bỉ. Bạn nào là học sinh giỏi hóa chắc chắn sẽ nhận ra ngay kiến trúc này giống với một phân tử trong bộ môn hóa học không mọi người? Tôi đố các bạn biết là đây là nguyên tử gì? Comment ngay thể hiện trình độ hóa học của các bạn đi nè. Đây là công trình bảo tàng độc đáo nhất của Bỉ, có chiều cao 102m, trọng lượng thì khoảng 2.400 tấn. Và đúng như cái tên gọi nha, công trình này có thiết kế 9 khối hình quả cầu, biểu tượng cho 9 nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt. Tuy nhiên, nó có độ cao lớn gấp tới 165 tỷ lần so với nguyên mẫu. Những khối hình cầu này rỗng bên trong, đường kính là 18m, trong mỗi đường ống đều có các cầu thang hoặc là thang cuốn dành cho người đi bộ tham quan. Bảo tàng Atomium đã trở thành biểu tượng của thời đại nguyên tử hiện nay. Những quả cầu bóng loáng lấp lánh giữa nền trời thật sự là quá tráng lệ các bạn ha. Nếu như ai đã đi qua nước Bỉ rồi, tuyệt đối không có được bỏ qua bảo tàng Atomium này đâu, nghe. Ngay bây giờ tôi sẽ dắt các bạn đi xem một công trình cũng rất chi là kỳ quặc nha, cùng xem nè. Cửa hàng bách hóa Selfridges. Quái vật đến rồi nè mọi người. Thật bất ngờ và kinh ngạc đúng không? Nhưng mà sinh vật lạ này chính là một cửa hàng bách hóa nổi tiếng đặt giữa trung tâm thành phố Birmingham ở Anh Quốc nha các bạn. Selfridges là chuỗi trung tâm mua sắm danh tiếng của Anh, và đây cũng là công trình có kiến trúc ấn tượng nhất, độc đáo nhất của tập đoàn này luôn. Nhìn từ xa nè, tòa nhà trông thật là lạ lùng với dáng dấp của sinh vật người ngoài hành tinh, có một mắt, mũi và miệng. Đấy, cái lớp vỏ bao quanh bên ngoài bao gồm 15.000 chiếc đĩa nhôm bao bọc. Lối vào chính của tòa nhà ấn tượng nhất là cầu treo đi vào các tầng bên trong luôn. Và cũng nhờ lối kiến trúc độc đáo này mà cửa hàng bách hóa Selfridges thu hút một lượng khách lớn khổng lồ mỗi ngày nha. Quả thật đây là một kiến trúc dị thường quá trời đúng không mọi người? Và trân trọng giới thiệu cho mọi người một công trình có thiết kế cực kỳ sáng tạo luôn. Thứ 8, nhà đất hình bóng ở Pháp. Nếu như bạn muốn được trải nghiệm cảm giác về với thời tiền sử thì nhà đất hình bóng Bubble House sẽ giúp bạn được toại nguyện ngang. Từ một công trình xây dựng cổ mất tới 14 năm mới có thể hoàn thành, The Bubble House đã có một công cuộc lột xác hoàn toàn và trở thành điểm đến đáng tự hào của người dân Pháp. Được xây dựng từ năm 1989, nhà bong bóng có đến 10 phòng ngủ rộng rãi thoáng đãng, toàn bộ khuôn viên sân vườn rộng lớn đến 8.500m2 luôn. Thêm điểm nhấn là một cái thác nước. Ơi trời, vừa độc đáo vừa đẹp quá trời đúng không mọi người? Tôi ước gì một lần trong đời đến thăm ngôi nhà Bubble House của nước Pháp xinh đẹp này ghê nơi luôn. Còn các bạn thì sao? Nhìn có thấy thèm đi Pháp không nè? Comment chia sẻ nha. Rồi, chuyến đi tiếp theo tôi dẫn các bạn đi đến một công trình cực kỳ là méo mó, theo đúng nghĩa đen luôn, méo mó thật sự. Thứ 9, trung tâm Louvre, Mỹ. Đây, các bạn ơi, nhìn vào những bức ảnh chụp của tòa nhà này đi, nhiều người thậm chí còn nghi ngờ rằng, ủa sản phẩm của Photoshop hả ta? Vì á, làm sao kiến trúc lại có thể méo mó dị dạng đến như vậy được trời? Cùng tìm hiểu ngay nè. Louvre Center thuộc ngoại ô Las Vegas, Mỹ, không phải là viện bảo tàng hay là nhà hát gì trơn á. Trái lại, tòa nhà này có vẻ ngoài kỳ dị mất cân đối này, thực chất lại là trung tâm sức khỏe trí não nha mọi người. Bất ngờ chưa? Đâu ngờ tới đúng không? Công trình được đặt tên theo Louvre, một doanh nhân người Las Vegas mất cha vì bệnh Alzheimer. Đấy, chính ông là người đã khởi xướng dự án này nha.
các nhà kiến trúc đã rất là băn khoăn khi xây dựng tòa nhà, đó là làm thế nào để tạo ấn tượng mạnh nếu công trình nằm ở ngoại ô. Sau nhiều ngày căng não, hao tâm tổn huyết thì những con người có bộ óc sáng tạo đã nảy ra ý tưởng rất táo bạo, xây dựng một công trình không thể tưởng tượng nổi. Kết quả là tòa nhà độc đáo, méo mó, lùa rùa đã xuất sắc ra đời và trình làng. Ta-da! Tòa nhà có hai nửa giống như cấu trúc bộ não của con người luôn nha. Phía bên trái là trật tự, logic, còn phía bên phải là bản năng và sáng tạo. Kiến trúc sư tài ba đã khéo léo thao túng không gian và vật liệu để tạo ra cấu trúc tuyệt đẹp như thế này. Tác phẩm kiến trúc trên cả tuyệt vời này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu ứng thị giác mạnh mẽ của con người, méo mó nhưng cũng đầy tính nghệ thuật lãng dậy. Các bạn thân mến, trên đây là 9 công trình kiến trúc độc đáo nhất trên thế giới nha. Qua những công trình này chúng ta mới biết được rằng các nhà kiến trúc sư thật sự là quá tài hoa và táo bạo đúng không? Thậm chí là hơi điên rồ luôn đúng không nào? Nha, đến đây thì video ngày hôm nay xin được tạm dừng rồi. Các bạn thấy ấn tượng với công trình kiến trúc độc lạ nào nhất nè? Comment cho tôi biết nhé. Đừng quên like, share, subscribe và tiện tay nhấn nút chuông nhận thông báo để chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những video thú vị khác nữa chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại nha. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào!